Lại nữa, Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ này chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được, nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ương trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, châu Tây Ngưu Hóa này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khỏi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới bốn đại châu này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Lại nữa, Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm.
Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đến. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt, đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác, tu tập hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm. Này thiện hiện, nên biết đại Bồ Tát ấy do thế lực tinh cần tăng tiến này đưa các hữu tình đến bên kia bờ phước điền. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy đối với pháp thì thế lực tinh cần tăng tiến đó tất cả hữu tình chẳng ai có thể bì kịp, chỉ trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thấy các hữu tình không có lợi lạc nên khởi tâm đại từ, thấy các hữu tình có sự khổ đau nên khởi tâm đại bi, thấy các hữu tình được lợi lạc nên khởi tâm đại hỷ, thấy các hữu tình không có tánh tướng nên khởi tâm đại xả. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tuy đối với hữu tình bình đẳng phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhưng đối với tất cả không chấp trước. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, nên được hào quang lớn, đó là hào quang bố thí ba la mật đa, cũng được hào quang tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tuy chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng đối với quả vị giác ngộ cao tột được bất thối chuyển, nên đưa các hữu tình đến bên kia bờ phước điển, có thể thọ nhận các dụng cụ sanh sống, như tất cả y phục, ẩm thực, giường tòa, thuốc men, vân vân. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa, nên có khả năng báo ân thí chủ một cách rốt ráo, cũng có khả năng gần gũi trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát chẳng muốn hư dối nhận đồ cúng dường của quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ hữu tình, vì muốn chỉ cho hữu tình con đường chân thiện, muốn vì hữu tình làm ánh sáng thanh tịnh, muốn cứu thoát hữu tình khỏi lao ngục ba cõi, muốn ban cho hữu tình pháp nhãn thanh tịnh, thì nên thường an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì nói ra điều gì đều nói bát nhã ba la mật đa. Nghĩa là nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa, đã nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa rồi, lại thường như lý tư duy pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy thường an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa, không dung nạp các tác ý khác bất chợt hiện khỏi. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy ngày đêm tinh cần an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa, không có khi nào dừng nghỉ. Này thiện hiện, thí như có người trước chưa từng có bảo châu mạt ni, sau đó gặp được quá đỗi vui mừng, ngắm xem không chán, bỗng nhiên bị mất, lòng rất đau khổ, luôn luôn than tiếc. Tiếc thay, biết ngày nào có lại viên bảo châu mạt ni đã mất, người ấy tác ý tương ưng với viên bảo châu mạt ni này không khi nào dừng nghỉ. Này thiện hiện, nên biết các đại Bồ Tát cũng giống như thế, thường phải tinh cần an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa. Nếu lìa tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa thì làm tan mất tác ý tương ưng trí nhất thiết trí,